Khuya ngày 27 tháng 10, gần 20 hộ dân với khoảng 80 nhân khẩu hoảng loạn và tháo chạy ra khỏi nhà khi một khối lượng lớn gạch xi măng bất ngờ đổ xuống từ bức tường trắng. Phía dưới, một phần chân tường cũng bị sạt lở nghiêm trọng, không ít chỗ đã bị xé toạc ra bởi mạch nước ngầm. Thế nhưng sau đó, chỉ được đơn vị thi công xử lý một cách tạm bợ như thế này. Theo ghi nhận, cách đây một ngày, nhiều vị trí khác trên bức tường dài 35m và cao trên 12m này cũng xuất hiện vết nứt. Với diễn biến thời tiết như hiện nay, nguy cơ sạt lở từ tường trắng này là rất cao. Trong khi đó, tường cách nhà dân chưa đầy 1m. Tình trạng này khiến các hộ dân ở sát chân tường rất hoảng sợ và bức xúc. Dân thì rất là hoang mang, hầu như tất cả các hộ ở đây đều có con em. Và một số người là đã thuê nhà dời đi, chuyển đi và cứ chạy về. Tài sản thì rất là lo lắng. Mà bây giờ là công ty là cho đến thời điểm này cũng chưa thấy một cái động tĩnh gì về tới các hộ dân hết. Dân chúng tôi về tinh thần là lo lắng và cái sự đe dọa đến tính mạng và tài sản của chúng tôi đấy, là đang diễn ra trong từng ngày từng giờ. Và có thể nếu như vụ bão này không sạt, mưa không sạt thì chỉ trong 1-2 năm mà nhìn cái hệ thống bờ kè này chúng tôi không thể tin tưởng ở đây được. Đấy. Thế mà bây giờ nhà cửa chúng tôi bỏ cả một đời người để xây dựng lên. Thế mà bây giờ chúng tôi phải ra đi như thế là một vấn đề rất khó khăn. Bởi nhà chúng tôi không phải là 1-2 người mà có những gia đình 3 thế hệ. Có gia đình có ông, có bà và ví dụ như gia đình nhà bác Thảo có tới 12 người. Theo tìm hiểu, bức tường trắng này là phần tiếp giáp giai đoạn 2 của dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của thanh tra Sở Xây dựng vào ngày 19 tháng 9 vừa qua, chủ đầu tư đã thi công sai so với nội dung giấy phép. Trong đó, doanh nghiệp tự ý xây dựng hạng mục công trình tường trắng cốt đất gọi tắt là MSE mà chưa được cơ quan chức năng thẩm định. Trong khi theo hồ sơ cấp phép, bao xung quanh dự án là kè đá. Ngoài bị phạt 40 triệu đồng, chủ đầu tư còn bị yêu cầu đình chỉ thi công toàn dự án, đồng thời khẩn trương gia cố bờ kè và di dời các hộ dân tiếp giáp với vị trí sạt lở. Thế nhưng, mới chỉ có 2 trên 18 hộ dân được dời đi. Đến ngày 19 vừa qua thì xã đã cùng với lại công ty và đại diện của thanh tra Sở Xây dựng đến làm việc trực tiếp với các hộ dân để thỏa thuận cái việc mà công ty hỗ trợ người dân trong việc mà di dời để đảm bảo an toàn tính mạng trong cái mùa mưa bão. Thì từ giữa công ty và người dân sau khi được xã hội giải phân tích thì cũng đã thống nhất cái mức hỗ trợ là 5 triệu đồng trên hộ và hỗ trợ trong vòng 3 tháng để người dân đến nơi cư trú an toàn mới. Thì đến nay thì vẫn chưa tức là đến nay rồi vẫn chưa có công ty vẫn chưa thực hiện cái việc đó và xã vẫn đang tiếp tục theo dõi. Bão số 8 vừa mới đi qua, 19 người chết, 1 người mất tích, hơn 30 người bị thương và hàng chục căn nhà bị chôn vùi. Nguyên nhân chủ yếu là do sạt lở đất, tăng thương vẫn chưa nguôi, bài học nhãn tiền vẫn còn đó. Song không rõ vì lý do gì mà chủ đầu tư dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh vẫn chủ quan trước tính mạng của gần 80 con người. Hiện người dân chỉ biết trông chờ vào những động thái quyết liệt hơn từ phía các cơ quan quản lý đối với hành vi này của doanh nghiệp.